Chật phết đấy. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là chế tạo xe Bugatti Panigale. Chết lắm đấy các bạn. Có chết không? Chết quái. Chật phết gì? Phết. We'll be right back.
vậy thì thành em rất vui đó. Chật phết đấy. Cái đâu vậy? Cô ra. Ok các bạn ơi, mình vừa làm một pha đốt đốt gì nhỉ? Đốt bạch bù. Đốt lốp. Một pha mài lốp. Các bạn có thảm ấy chết không? Chật phết đấy. Có lẽ thì chúng mình đã làm xong chiếc xe ực chế từ một chiếc xe đạp và một đống bìa cắt tông đấy, rất là đối với mình là rất ưng ý rồi. Thì không biết các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn hãy cho mình một bình luận để đánh giá cho chiếc xe mình như thế nào để mình có thể chỉnh sửa được xe này hoàn thiện. Nếu các bạn mà muốn xem các video tiếp theo liên quan đến chiếc siêu xe này thì các bạn hãy đăng ký kênh và bấm nhấn chuông nhé, nhấn chuông để cho nó thông báo đến cho mình ra video, các bạn có thể xem được người mới nhất là xem video. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của bọn mình, hãy nhớ đăng ký kênh và like subscribe kênh cho chúng mình nhá. Các bạn nhiều.